Hello mọi người nhé. Hôm nay sẽ dẫn mọi người đi triển khai một thuê bao cách nhà khách hàng khoảng 800 m. Và ở khu này thì đa phần là đồi keo mọi người ạ. Ở đây là đồi keo rất là nhiều. Ở trong đây đất là rất là rộng. Hết cái khu này thì chỉ có mấy 3 hộ dân thôi. 3 hộ dân và một tủ cáp, thì tủ cáp ở ngoài kia đấy. Ngoài kia mà đợt cũng review cho mọi người thấy 1-2 lần gì rồi. Ở cái chỗ này thì mình phải di chuyển thành 2 điểm mọi người nhé. Ở đây mình sẽ đặt là 2 cái điểm cáp. Xong mình sẽ xử lý bằng cái phương án là nối. Bởi thuê bao nó rất xa, với lại địa hình ở đây thì nó rất là phức tạp. Lúc thì băng qua đường, lúc thì đi lên cây cối như này, thì khoảng cách xa như này mình cũng không thể kéo được. Cho nên là mình sẽ xử lý cái phương án là mình sẽ chạy bằng 2 điểm. Và đây, cái điểm đầu tiên này thì mình sẽ là cái điểm mà mình đi trước. Mình dự kiến là triển khai đâu đấy khoảng độ tầm 3 tiếng đồng hồ thì mình sẽ triển khai xong. Đấy là theo cái dự kiến của mình. Không biết cái thuê bao này nó có thể nằm trong kế hoạch mình triển khai hay không nữa. Ở trong này nếu mà mùa mưa thì cái đường này nó rất là trơn và mọi người cũng rất khó để đi di chuyển ở đây. Trong này ông bác ở trong này thì ông nuôi gà. Vâng, chắc phải tầm tối em mới qua được cơ, bởi vì em đang đi xa lắm. Vâng, vâng. Ok anh, vâng, vâng. Bây giờ là mình triển khai từ lúc 3 giờ mọi người nhé. 3 giờ chiều. Mình sẽ nhảy một phát xuống dưới này. Kéo vừa mới một nửa nhưng mà nghe vẻ rất là nặng. Điện thoại nó bị kẹt. Thank you.
Em bị kẹt máy thôi. Vào vào. Mình sẽ cho nó tùy theo cái điểm cây mọi người nhé. Mình sẽ không tùy qua cái điểm của cột bê tông này. Bởi vì tùy vào cái cột bê tông này nó rất nguy hiểm. Tí phương án của mình thì sẽ đi theo cái đường dây điện ở đây thôi. Cuộn dây này là 546 mét, 645 mét. Mình sẽ kéo cái đoạn này trước. Bây giờ bắt đầu nặng rồi. Dây nghe bắt đầu nặng. Kéo nghe rất khó khăn. Nặng quá. Từ đây là vào nhà có độ 70 mét nữa. Mình sẽ dồn cái dây về điểm này. Mình có thể kéo dây. Kéo những cái thuế bao như này thì nó ít nhất phải 2 người cơ. Nhưng mà cái đội hình, nhưng mà cái môi trường Viettel ấy mọi người ạ, là đi 2 người thì nó rất khó khăn trong việc xử lý sự cố. Bởi bây giờ sự cố hoặc là triển khai mới cần cái thời gian nó rất là nhanh, còn tầm 3 giờ và anh em miền núi như này thì chúng cứ phải gọi là solo, một người một ngựa, một người một ngựa thôi. Để đạt cái KPI thì bắt buộc anh em phải xử lý như thế thôi. Còn nếu đi 2 người cũng, đi 2 người thì nó xử lý nó nhanh hơn. Đấy, một người dồn đầu kia, một người sẽ kéo dây như này. Những cái điểm nào mà ngã ba thì mình sẽ có người dồn dây. Nhưng ở đây thì mình phải tự dồn hết. Những cái điểm nào mà cảm giác nó nặng ấy, thì mình sẽ dồn dây ở điểm đấy. Còn ở đây mình thì cái thi công thì solo một mình thì quen rồi, cho nên mình chơi phương án 2 điểm. Bởi vì thi bao này nó xa, bắt buộc phải xử lý phương án 2 điểm. Cái thứ hai nữa là sau này mình vận hành nhé, bảo hành bảo trì thì mình sẽ dễ. Đối với thuê bao xa này thì cứ mỗi một khoảng 200 mét thì mình sẽ để chừa khoảng độ tầm, mình sẽ để chừa tầm 10 mét ở trên cột để ví dụ sau này nó có đứt hỏng gì thì mình sẽ có phương án xử lý nó nhanh hơn. Cái cuộn đầu tiên này là 650 mét mọi người ạ. Cuộn này thì mình đặt ở giữa đường, một nửa đường. Mình đặt ở một nửa đường để mình triển khai cho nó dễ dàng hơn.
Bây giờ mình sẽ phải ném cái dây qua góc bên này. Rất hy vọng là nó sẽ tới đầu bên kia. Lúc sáng thì mình cũng có đi khảo sát rồi, cũng đã làm việc xong với khách hàng. Làm hợp đồng xong rồi, chiều nay mình triển khai. Đây, khu nhà khách hàng ở đấy. Ở trong này thì chim chóc các kiểu này cũng hết rồi, bởi vì đi săn đi bắn nhiều. Ở đây đa phần là rừng keo cho nên nó. Đây, ví dụ ở trên này. Ok, may quá. Mình ném là vừa đẹp. Mình ném vừa đẹp qua góc này. Ở chỗ này thì mới là vấn đề. Để làm sao cho nó qua được góc bên kia. Phương án thì cũng đơn giản thôi, là mình ném chéo qua góc bên này. Mình sẽ lấy dây cái đầu bên kia, mình sẽ cua lại. Đấy, mình sẽ đi theo men theo cái đường bờ, mình vòng qua đúng không? Giờ mình sẽ dồn dây, mình ném qua cái góc bên kia. Ôi, lúc nãy mình biết thế, mình ném qua góc bên này nhỉ. Thôi rồi. Mình cảm giác là lên được, cho nên là mình sẽ đi bộ sang. À, mình ném qua đây. Mình ném qua đây, mình sẽ đi theo chiều của cái đường dây điện. Ông ơi! Ông ơi! Ba! Ê, phải kẹo một nửa hai nửa luôn. Kẹo mấy bước còn một nửa đó. Có bên thôn đó. Vâng.
đổi ra đây bẩn đi thế ạ. À, đấy là cái là chùa Long ấy trước à? Là cái chùa Hề ấy trước bạn. Con em là đỡ cái chùa khó khỏi là nó xử lý không. Chỗ này là hết rồi sao? Chỗ này hết dây. Ở cái khu này nó rất nhiều đất mọi người ạ. Nhưng mà mình mỗi phận mình là không có tiền để mua. Từ đây chạy ra đường đường cái to kia thì đường liên xã kia thì nó rơi vào 1,5 cây. Từ đây, từ chỗ mình đang đứng ở đây mà mình di chuyển sang bên kia là 1,5 cây. Ở đây mình sẽ dồn thêm cái điểm này khoảng độ tầm tầm 5 mét nữa, bởi vì ở chỗ kia là mình đang bị thiếu. Ở chỗ trong kia là mình đang bị thiếu khoảng tầm 5 mét rồi. Đấy, nó rất là nặng. Ok. Đây, mình sẽ quấn tròn lại như thế này đã. Ở đây thì không còn cái sự lựa chọn nào bằng cái việc mà gá đi theo cái đường dây điện mọi người nhá. Tạm thời mình sẽ gá theo cái đường dây điện này đã. Xong ở những cái điểm cái cột cứng thì mình sẽ xử lý bằng phương án là bện dây. Đối với cái đường thông thoáng như này thì cái tỷ lệ đứt cáp thì nó cũng ít, trừ những cái trường hợp mà mình đi men theo cái đường của rừng keo ấy, đường của rừng keo thì nó rất hay đứt. Ở chỗ này thông thoáng thì mình cũng sẽ triển khai nó nhanh hơn thôi, nó cũng không vấn đề gì cả. Đấy, khoảng độ ở đây thì mình 30 phút rồi, mình bị mất 30 phút kéo 600 mét rồi. Đây là chưa kia. Chưa kể là mình sẽ phải chốt dây nữa. Mình sẽ cắn cái dây đầu này đi. Cách đây 4-5 năm ấy, thì cái việc mà cái dây mà kéo xa như này nó rất hay bị trường hợp là nó hay bị đứt ngầm anh em ạ. Đứt ngầm anh em nhé. Hôm nãy mình quên cầm cái dây đi để bện cái chỗ này lại nhá. Thôi tạm thời phải đặt như này đã. Chỗ này sẽ bị thiếu một điểm. Chỗ này đang thiếu khoảng 1 mét. 1 mét thì mình sẽ để dồn lại cái chỗ này là 1 mét. Bởi vì ở đây là góc cua. Góc cua.
sẽ dồn lại nào. 1 mét này. Ok, và mình sẽ chọc theo cái đường dây điện này. Gần tới mà. Ai chà. Em là trời khó nhỉ. Ok. Trên này thì mình cũng chọc theo thôi. Mình sẽ chốt hai cái điểm. Điểm đầu, điểm cuối cơ. Bây giờ thì rất là gió mọi người ạ. Không hiểu trời sắp mưa hay sao. Rất là gió. Lúc sáng thì mình cũng còn đặt một cái cuộn cáp mới ở trong nhà khách hàng. Và cái đoạn này thì mình kéo còn bao nhiêu thì mình sẽ kéo từ cái tủ cáp về. Đấy. Đây, anh em lưu ý nhá, anh em làm nhớ cái địa điểm này. Những cái điểm thẳng vuông góc như này thì mình phải tốn thêm khoảng độ tầm 1 mét nữa. Cho nên mình sẽ quấn như này. Để tí nữa mình đi chốt thì nó sẽ đảm bảo. Đó. Tí nữa mình sẽ phải đi chốt lại anh em nhé. Đây, và bây giờ sẽ phải đi theo cây. Đấy, mọi người thấy không? Đi nó rất là xa. Những cái năm 2015 thì ở cái huyện này thì cũng chưa có hạ tầng với cái mạng lưới GPON lúc đấy vừa mới xuất hiện ở thị trấn Hàng Trạm. Những cái thuê bao AON thì nó sẽ đặt gần những cái ủy ban, và thuê bao AON thì nó cũng sẽ giới hạn thôi. Ví dụ mỗi con trạm nó chỉ cũng tầm độ 20-30 khách hàng. Bởi vì mỗi cái ship của thằng AON ấy thì nó có 24 cổng thôi. Còn bước sang những năm 2016 thì cái giai đoạn nó cực kỳ phát triển về cái hạ tầng GPON. Và những cái xã bắt đầu là có triển khai được hạ tầng GPON. Còn những cái thuê bao ở xa như này thì phải đến những năm 2020 thì mới có những cái tủ hộp cáp nó ở gần và mình triển khai được nó dễ hơn. Như ở huyện Yên Thủy ở đây, huyện miền núi ở đây, thì cái tỷ lệ mà triển khai được cho khách hàng thì rất là cao. Hầu như là những cái thuê bao nào xa nhất thì cũng đã triển khai được cho rồi. Ở đây thì mình đã bắt buộc đi như này thôi. Lúc nãy mình mãi kéo không để ý ở đây. Ở đây mình sẽ phải đi như này. Điểm này thì chắc là... Điểm này thì nếu mà dân chặt tre thì chắc chắn là bị đứt rồi. Chả có vấn đề gì cả. Đây, mình sẽ cũng cua lại để thành hai điểm. Đợt trước mình cũng có triển khai có một cái thuê bao trong này.
Tuy nhiên cái thuê bao đấy thì nó cũng rất là thường xuyên bị đứt cáp, bởi vì có cái công ty ở trong này là thường xuyên thi công lại không hay lưu ý lại chặt phải đường dây. Ở đây cũng có một cái đường dây rồi mọi người, nhưng mà đây là mạng lan nhà bên kia. Đấy, chỗ này thì vâng, đầu phát đợt này kho ở chỗ trường ấy, cho nên em bảo chỗ trường nó đặt hàng. Em thì chắc còn độ tầm chục cái nữa. Hộ nghèo à anh? Vâng, để tí em gọi trường, em đang ở chỗ không có sóng ấy, chưa tra được. À vâng. 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 Dạ. Vậy hơi căng đấy. Rồi để em thử hỏi xem nhá. Tí em ra vùng không có sóng đó, ở trong này em không có sóng. Vâng. Ở đây phương án của mình sẽ di chuyển như nào đây nhỉ? Đi sang bên kia. Mỏng manh quá nhỉ. Từ cột này sang cột bên kia thoáng hơn. Thôi mình đi từ cột này sang cột kia. Bởi vì ở đây nhá mọi người nhá, đây là nó đi sang cái cột bên này, nhưng mà đây trồng rất nhiều keo, tỷ lệ đứt này cao hơn. Đấy, mình sẽ đi hướng bên này. Thật ra đấy là theo suy nghĩ thôi, trên lý thuyết thôi. Chứ nếu mà nó đứt thì tính toán như nào nó cũng đứt. Khi mà đi làm như này thì anh em cũng chả quan trọng là nó đứt trước hoặc đứt sau cả. Bởi vì có kinh tế nó thay đổi thì đương nhiên là mình phải có những cái sự thay đổi. Cho nên hạ tầng nó như này rồi thì mọi người cũng phải chấp nhận là nó bị đứt dây thôi, chứ không phải là mình có thể bảo kê được cho nó. Bảo kê thì chỉ có khách hàng thôi. Nhiều khi đi kéo những cái thuê bao này thì mình cũng phải nói với khách hàng về cái vấn đề mà bảo kê cho cái đường dây của nhà mình. Ví dụ như hôm nay có cái chỗ này họ chặt cây chẳng hạn. Họ chặt cây thì mình cũng ra nghe ngóng tình hình xem như nào. Cái dây của nhà mình nó bị trùng xuống thì lấy cái gậy mình chọc lên thôi. Có mấy ông à, đùi nó đang đánh cáp. Kéo ăn đến đoàn đấy. Kéo ăn đến đoàn đấy ạ. Đi khắp án đấy ạ. Cái dây này là kéo nhà mà không? Mê nó đi qua đang nhiêu. Cho nên chúng vẫn kéo hàng điểm. Vâng. À. Ở đây mình sẽ thống nhất là sẽ đặt cái điểm nối ở đây, vị trí này. À đâu, từ từ mình sẽ đi hết dây đã. Đến cột nào thì mình sẽ xử lý đến cột đấy. Cắt đêm tiếc.
như vậy chúng ta sẽ đến cột này và chúng ta sẽ xử lý ở đây luôn, vì sang cái cột kia thì không đủ nữa mà chúng ta cần dây bện. Đây anh em nhé, anh em chốt lưu ý này, cái khoảng từ cái điểm bện này với cái điểm chốt này nó phải gần nhau, càng gần nhau thì đấy, mình cứ kéo như này, càng kéo thì nó cái điểm mà nó chốt này nó càng kéo lại. Nhiều anh em lại để cái khoảng xa như này, tức là cái điểm tì của cái thằng này nó không có, cho nên càng ngày thì càng ngày thì nó càng nới cái dây này ra và nó sẽ bị tuột mất cái dây. Đấy, nguyên tắc này như vậy. Rồi. Thì mất 20 bộ 40 này. Tiền thì không có anh em ạ. Còn mới 50 đấy, vất vả. Nói đùa vậy thôi, tiền đầy trong tài khoản đấy, giờ ai dùng tiền mặt nữa. Mình sẽ bện ngược về nhà nhé. Mình sẽ bện dây về ngược về nhà khách hàng. Mình cứ làm điểm nào thì mình sẽ chốt đi đã. Chốt cẩn thận đi đã. Đấy, anh em này, đặt đây. Đấy. Càng cái điểm tì càng gần ấy thì cái dây các bạn chốt là càng chắc chắn, nó sẽ không bị tuột một cái dây. Đấy. Bộ đối. Chúng ta chỉ cần buộc thít mỗi một vòng như vậy thôi, nhưng mà đảm bảo nó chắc chắn. Cái dây cáp quang này anh em mà càng buộc nhiều ấy, mà không đúng cách của nó thì nó càng dễ bị bung ra, dễ bị tuột ra. Đây là cái chỗ mà băng đường và rất chi là cần phải cao. Và mình sẽ băng từ cột này sang cột kia luôn. Mình băng hai cột này luôn.